Và nghệ sĩ đặc biệt ngày hôm nay đó chính là nhạc sĩ điển trai Sĩ Luân. Yeah. Xin chào. Sĩ Luân thì hay bị quên. Tuy nhiên là đồ ăn thì lại không quên. Cái khẩu vị đó là mình ăn hơi mặn một tí, hơi cay một tí và thích những món có nước. Anh Sĩ Luân hợp khẩu vị và thích mấy món? Anh hãy thích nhiều nhiều nha. Trời ơi, cho anh ăn này. Anh Hàn Quốc ăn cái gì? Hàn Quốc ăn cái gì? Kim chi. Cái gì mọc từ thân lúa ra lúa? Rạ. Hai từ. Rơm rạ. Rơm đúng rồi. Vậy thì cái gì từ rơm? Hình dạng nó như thế này nè anh. Không muốn nấu nữa. Có cái thân với mũ. Cái thơm. Thật sự thì cả hai bạn đều dành trọn cái tình cảm. Đúng rồi. Vào cái món ăn này dành tặng cho Sĩ Luân. Nhưng mà để nhỉnh hơn một tí về cái điểm cộng